ông Trịnh Văn Quyết và những lần úp bô nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Xuất thân trong nghèo khó nhưng ông Trịnh Văn Quyết đã vươn lên trở thành tỷ phú. Có thời điểm ông soán ngôi cả ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup để trở thành người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên con đường và sự nghiệp đầu tư kinh doanh của ông cũng dính nhiều lùm xùm bê bối. Việc một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì cũng là chuyện bình thường trên thị trường mà thôi, cũng không đến độ một cá nhân điều hành bị réo tên từ năm này qua năm khác như ông. Sự nổi danh của ông đến từ những lần úp bô nhà đầu tư, nổi tiếng với phương châm nói một đằng là một nẻo, khiến cho ông mất dần uy tín và niềm tin từ nhà đầu tư vào hệ sinh thái các cổ phiếu họ FLC. Hãy cùng Tin Bốn Phương nhìn lại những lời hứa chưa bao giờ thành sự thật và những lần úp bô huyền thoại của vị đại gia này trên sàn chứng khoán để hiểu vì sao mua quýt năm nào ông cũng bị réo tên và nằm trong danh sách những cổ phiếu bẩn trên sàn. Tôi sẽ cầm cố tài sản để mua cổ phiếu FLC trong năm 2016 nếu còn dưới mệnh giá. Và cuối năm 2015, tại buổi gặp mặt các thành viên thị trường và các nhà đầu tư tại FLC Sầm Sơn Beach và Gold Resort, doanh nhân họ Trịnh đã cam kết, nếu năm 2016 cổ phiếu FLC còn dưới mệnh giá, thì tôi sẽ huy động mọi nguồn lực cá nhân, thậm chí cầm cố tài sản để mua cổ phiếu FLC. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết rõ hoạt động kinh doanh của FLC, số nợ nằm ở đâu, tổng tài sản thực là bao nhiêu. Cái kết đắng dần hiện ra khi đến cuối năm, giá cổ phiếu FLC vẫn nằm yên như chưa bắt đầu. Còn ông Quyết thì không có hành động gì gọi là mua lại một ít chứ đừng nói là mua lại tất cả. Xin phá sản nếu cổ phiếu FHH và BAV không đạt mức 3 con số, FLC không về mệnh giá. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, lễ ra mắt và giới thiệu cơ hội đầu tư FLC Home, ông Trịnh Văn Quyết đã khẳng định hai mã cổ phiếu BAV của Bamboo Airways và BHH của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Home sẽ đạt mức 3 con số. Ngoài ra cổ phiếu FLC cũng sẽ về mệnh giá. Như để chắc chắn thêm cho quan điểm này, ông hứa, nếu ba mã cổ phiếu này không làm được việc đó, tôi xin phá sản và thương hiệu FLC coi như vứt đi. Đó là lời hứa chắc chắn nhất và tôi tin rằng không bao giờ dẫn đến chuyện phá sản. Phản ứng với thông tin này, cổ phiếu FLC và các mã có liên quan đã giao dịch sôi động ngay từ phiên giao dịch ngày 19 tháng 11. Cụ thể là mã FLC đã tăng kịch trần, nhưng rồi mọi thứ trôi vào dĩ vãng và khiến cho những người ôm họ cổ FLC ca tháng vang trời đất khi FLC mãi không qua nổi thị giá 10, còn hai mã FHH và BAV đến thời điểm hiện tại vẫn chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Cam kết không bán cổ phiếu ROS trong năm 2019. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của tập đoàn FLC, trong bối cảnh giá cổ phiếu ROS suy giảm nghiêm trọng, ông Quyết đã tiếp tục cam kết không bán cổ phiếu ROS trong năm 2019, đồng thời khẳng định rằng không có kế hoạch bán trong tương lai. Ông Quyết khẳng định, tôi và các cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 80% cổ phiếu ROS và sẽ không bán ra ngoài. Nếu có bán cũng chỉ bán sang tay cổ đông khác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, ông chủ của tập đoàn FLC lại bán ra 70 triệu cổ phiếu ROS. Dù là vu thất hứa nhưng với sự say máu, lòng tham trên thị trường chứng khoán vẫn khiến cho nhiều người mờ mắt lao vào cổ phiếu họ FLC với mơ ước đổi đời khi vào cuối năm 2021, bỗng họ cổ phiếu này có một nhịp sóng nhân hai tài khoản. Trong lúc thị trường hưng phấn với những tiếng tung hô chủ tịch Quyết rập trời thì ngày 10 tháng 1, bỗng xuất hiện một cây giảm sàn đột ngột với khối lượng lớn khiến nhiều người đu đỉnh trong ngơ ngác ngỡ ngàng. Đến chiều nguyên nhân được công bố, Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết đã nhận được thông tin từ sàn giao dịch chứng khoán về việc ông Trịnh Văn Quyết giao dịch hơn 74,8 triệu cổ FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi được thực hiện. Theo nguyên tắc, khi lãnh đạo công ty muốn bán cổ phiếu phải niêm yết thông báo trước để các cổ đông được biết. Hành động của ông Trịnh Văn Quyết đã khiến cho nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu FLC lỗ nặng. Ông Nguyễn Tiến, một nhà đầu tư, cho biết vào ngày 10 tháng 1, ông đã được nhân viên tư vấn khuyến nghị mua cổ phiếu FLC, nhưng khi cổ phiếu chưa kịp về tài khoản thì đã bị chủ tịch hội đồng quản trị FLC đánh úp. Trước những thông tin tiêu cực, cổ phiếu FLC tiếp tục giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 1 dù đã cố kéo lên giá xanh, nhưng cuối cùng vẫn chìm trong sắc đỏ với lượng giao dịch lên đến 155 triệu cổ phiếu, cao hơn cả phiên trước đó. Thậm chí những cổ phiếu khác thuộc tập đoàn FLC như ROS 2, AMD, KLF cũng giảm sàn liên tục đến cuối phiên. Được biết đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết dùng chiêu này. Vào năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết đã từng đánh úp nhà đầu tư khi thông báo mua vào 37 triệu cổ phiếu FLC nhưng sau đó lại bán ra 57 triệu cổ phiếu FLC, khiến các nhà đầu tư nắm giữ cổ FLC thiệt hại rất nặng. Thế nhưng sau đó, ông Quyết chỉ bị Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt hành chính 65 triệu đồng. Với những lời hứa suông cùng những chiêu trò đánh úp nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, hiển nhiên Trịnh Văn Quyết vẫn luôn là cái tên nằm trong blacklist của nhiều nhà đầu tư chân chính. Tuy vậy, ai mà biết được trên thị trường xương nhiều hơn thịt này, có bao nhiêu chủ tịch lùa gà, đại gia úp bô như anh Quyết. Hãy học cách sợ vừa đủ nhưng tham cũng vừa đủ để bảo vệ tài sản, thành quả của chính mình.